doanh nhân ta luôn tấm gương sáng, người quyết định, người biết ủng hộ, người biết tôi chưa đỡ doanh nhân. Bay lên doanh nhân họ Đỗ, bay lên doanh nhân họ Đỗ. Thưa quý vị và quý vị, cho một tràng pháo tay thật lớn nữa các bạn. Các phong bên thế bảy cha vì lại cho bình tượng đẹp. Vâng, xin chân thành cảm ơn tất cả các nhà tài trợ và nhà con, các quan tâm để ủng hộ mua đất của họ. Vâng, xin cảm ơn.